Cuộc sống của tôi vô cùng khốn khổ từ khi còn nhỏ do tôi bị tật ở mắt. Gia đình tôi cũng không có nhiều tiền để chi trả cho chi phí phẫu thuật đắt đỏ. Khi người ta giãy giụa trong bụng đầy của sự tuyệt vọng, thì chỉ cần một tia hy vọng thôi cũng khiến họ bất chấp tất cả để nắm lấy. Một tổ chức bí ẩn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn là chữa lành mắt của tôi với không một chi phí nào. Khi biết mình có cơ hội chữa mắt, dẫu rằng đó là một sự lựa chọn chứa đầy tính mạo hiểm, tôi cũng không do dự đồng ý. Cái phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, tôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng như người bình thường. Nhưng qua vài ngày, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Khung cảnh xung quanh tôi thỉnh thoảng bất chợt thay đổi màu sắc, tầm nhìn nhiễu loạn. Tôi nghe lời đồn đại rằng, khi được thay giác mạc, có nhiều người sẽ nhìn thấy những điều rất kỳ bí. Họ có thể nhìn thấy những thực thể tâm linh hoặc gặp phải những sự kiện rùng rợn. Điều này khiến tôi có phần lo ngại. Vào một đêm khuya, tôi giật mình bừng tỉnh do đôi mắt co giật và nóng cháy. Tầm nhìn xung quanh tôi không còn rõ ràng. Tôi gọi bố mẹ của mình nhưng lại chẳng có ai đáp lời. Rồi bỗng nhiên, khi nhìn ra cửa, tim tôi như thắt lại. Tôi nhìn thấy một ai đó, hoặc phải nói là một vật thể nào đó đang đứng ở cửa. Nó khò khè những âm thanh gai góc. Vật thể ấy từ từ đến gần tôi. Quá hoảng hồn, tôi cầm lấy chiếc đèn bàn rồi đập mạnh vào gáy con quái vật ấy. Nó càng hét lên dữ dội hơn. Tiếng hét của nó khiến tôi suýt nữa phải bịt tai lại. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng gục xuống. Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Căn nhà của tôi rất tối, lập lòe sắc đỏ một cách khó hiểu. Nhưng điều đó không ngăn được tôi nhìn thấy con quái vật thứ hai. Nó xông lên cầu thang và rú lên những âm thanh chói tai. Đôi mắt nó nhìn xoáy vào tôi và long lên sòng sọc. Tôi vội vàng dùng hết sức đẩy con quái vật ấy xuống cầu thang rồi chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy tôi không biết rằng mãi đến sau này tôi vẫn sẽ nhớ hoài cái đêm ác mộng ấy. Cái đêm mà tôi nhận ra rằng không phải bất kỳ ai khác, chính tôi mới là một con quái vật. Và sáng hôm sau, một người hàng xóm khi sang nhà Smith thì thấy hai xác chết. Bà Smith nằm trên một vũng máu dưới chân cầu thang. Còn ông Smith thì bị chiếc đèn bàn đập vào đầu. Đứa con trai của họ thì chẳng thấy tung tích. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng phải là một con quái vật thì mới đối xử với cha mẹ của mình như vậy. Nhưng người ta không biết rằng trong tài liệu được ghi nhận ở một phòng thí nghiệm, kết quả thí nghiệm lên đối tượng số 99 thất bại.